Mẹ sẽ khen mình cho coi. Đúng rồi, đi chơi thôi. Mình tới liền. Sao lại có khói? Tiêu rồi. Anh đã nói với em là phải cẩn thận rồi mà. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Đố ai tìm được ta? Bắt được rồi nha. Trời, vậy mà cũng thấy nữa. Chỉ còn đốm thôi. Đúng, đúng rồi, đúng mà. Đúng rồi, đúng rồi, đúng mà. Đây là đâu? Vô ích thôi, ta trói chặt lắm. Nào ốc tiêu mà đòi bắt cóc ta. Ta là thú dữ nghe chưa? Đồ yếu xìu. Đồ đáng ghét, chứ mừng hiếp ta. Cứ chửi đi, ngươi sẽ là buổi tối tiệc thảo của ta. Không, không, thật ta dai lắm. Mẹ ơi, cứu con. Một cho thêm muối vô, hai cho thêm muối vô, ba cho thêm chó vô. Chó đớn khóc nhẹ. Khóc nhẹ. Tôi cái này cho tội ham chơi nè, dám đi một mình nè. Ôi da, tôi ngươi nên giảm cân nha, cái đồ bập lù. Không, ta hứa mà. Nên ngươi thả ta ra. Không còn kịp rồi nhóc à. Không sao rồi, thôi về nhà nhanh mới được, kẻ bị bắt thật thì chết. Mình đói bụng quá à, sao mẹ chưa nấu ăn vậy ta? Ôi trời, anh xin lỗi em, bây giờ anh đã biết ai là thủ phạm rồi. Cô ơi, cho tụi con hỏi, đúng giờ chưa cô? Bạn ấy làm cho tụi con tìm khắp nơi. Đã tới lúc chúng ta bắt đầu rồi. Bầu trời thật đẹp. Hôm nay là sinh nhật mình. Chúc đón sinh nhật vui vẻ. Này là sinh nhật đơm yêu, này là bao quà mới sinh, này là đơm ta luôn ngoan hiền, luôn luôn dễ thương. Chắc chắn mình sẽ có rất nhiều đồ chơi cho mà xem. Oh yeah. Đúng mà. Con ở nhà nha, bây giờ ba mẹ ra ngoài và sẽ về vào lúc tối. Tạm biệt con yêu. Ba mẹ không nhớ hôm nay là ngày gì sao ta? À, vẫn còn mà. Alo, đốm hả? Mình bận rồi, bye bye. Chủ nhân của số điện thoại này đã bận ăn tiệc, xin gọi lại sau. Mọi người đã quên sinh nhật mình rồi. Chúc mừng sinh nhật đó. Của cậu nè. Xích qua, xích qua.
Một, hai, ba. Tại sao chứ? Tại vì đốm làm cái gì cũng không cẩn thận. Đáng trách hơn là sai còn không nhận lỗi. Đốm biết lỗi rồi, nhưng đốm phải làm sao bây giờ? Hãy tự suy nghĩ đi nha. Sinh nhật vui vẻ nha con trai. Này là sinh nhật đốm yêu, này là bao quà mới sinh, này là đốm ta luôn ngoan hiền. Chúc mừng sinh nhật đốm yêu. Con có tưởng mọi người đã. Con xin lỗi vì những chuyện rắc rối đã xảy ra. Con không có cố ý đâu. Nhưng không biết sao con quên mất tiêu. Phải như vậy chứ. Nào bây giờ thì thổi nến đi con trai của ba. Tới con ơi, hai đứa mình trượt thi đi. Có chuyện gì mà bạn khóc vậy? Mấy ngày nay nắng quá, vườn cà rốt nhà mình sắp chết hết rồi. Trời nắng quá, ước gì trời mưa được thì hay biết mấy. À, trời mưa rồi, vui quá. Hôm nay bụng bộ có chuyện gì buồn hả? Mấy hôm nay có mưa hoài à, nhưng mình không phơi đồ được. Ừ, mưa hoài cũng chán, ước gì trời nắng thì tốt biết mấy. Trời nắng rồi, đã quá. Hình như mình ước gì đều được thì phải. Trời nóng quá, ước gì có tuyết rơi. Sau này mình không dám ước lung tung nữa đâu. Ước gì? À không, không, không có gì. Thôi, tụi mình đi tưới nước cho vườn cà rốt đi. Tới ta chờ mình với. Nobita đúng là hậu đậu mà, lúc nào cũng quên trước quên sau. Đốm ơi, xuống ăn cơm con. Dạ. Nhớ tắt tivi nha. Dạ. Ủa, Đốm, sao con không tắt tivi? Dạ, con quên. Con chạy ra tắt liền đi ạ. À, mình nhớ rõ ràng là để trên bàn mà. Chỉ nhớ ơi là chỉ nhớ. Đốm, xong chưa con? Dạ.
tắt kiểu này cho nhanh. Tí nữa kiếm sao vậy? Đốm, không rửa tay hả? Dạ, con quên. Hôm nay Đốm không mời ba mẹ ăn cơm hay sao? Dạ, con quên. Mời ba mẹ ăn cơm ạ. Mẹ ơi, con đi ráp bánh với tay to về bụng bự nha mẹ. Nhớ đội nón nha con. Dạ. Mệt quá. Uống miếng nước đã. Các em chuẩn bị dở bài tập để cô kiểm tra. Chết rồi. Sao vậy đó? Mình đã quên vở bài tập ở nhà rồi. Mời bạn Đốm lên kiểm tra bài tập. Thưa mẹ, con đi học mới về. Sao hôm nay nhìn con buồn vậy? Rồi con quên vở bài tập ở nhà. Dạo này chỉ nhớ con có đi lạc hoài. Mẹ hiểu rồi, đi lạc thì mình phải tìm cách quản lý con à. Trí não mà nhồi nhét nhiều quá thì cũng hay quên mà. Dạ, vậy có cách nào để con không quên nữa không mẹ? Mấy hôm nay á con cứ quên hoài à mẹ. Theo mẹ đó thì con phải thường xuyên uống sữa nè. Tập thói quen ghi ra giấy các việc quan trọng nữa. Dạ, con biết rồi, cảm ơn mẹ. Thôi, con cất cặp rồi đi uống sữa đi. Dạ. Mẹ có để ly sữa đậu nành ở dưới bếp đó. Ly sữa trên bàn phải không ạ? Đúng rồi đó con. À, con cho thêm đường vào rồi uống nha. Dạ. Sao vậy con? Con bỏ nhầm muối rồi mẹ. Đốm ơi, mẹ đi chợ. Con ở nhà giúp mẹ nhổ cỏ và lau nhà nha. Dạ. Ôi dạ. Con gà này ở đâu ra vậy nè? Chủ nhân. Đừng sợ. Tôi là gà thần, xin mời chủ nhân ra lệnh. Dạ, gà thần. Đúng rồi, tôi là gà thần, xin mời chủ nhân ra lệnh. Ra lệnh việc gì? Việc gì cũng được, việc gì tôi cũng có thể làm hết á. Vậy, bạn thử biến mất coi. Biến mất. Hay quá, biến mất rồi. Gà thần, mau hiện ra. Ê, vui quá. Vậy là mình đã có một chú gà thần rồi. La la la. Gà thần, mau lau dọn nhà cho ta. Dạ. Lau dọn nhà. Tuyệt quá. Nấu ăn. Ngon quá. Dọn cỏ. Tưới nước. Bài tập hôm nay khó quá. À, quá. Đúng rồi. Gà thần, hãy làm bài tập giúp ta. Không được. Bài tập thì chủ nhân phải tự làm. Nhưng ta ra lệnh. Không được. Người dám cãi lời chủ nhân hả? Chủ nhân thiệt là lười biếng. Ta không ở đây nữa đâu. Ah!
gà thần nào con? May quá, chỉ là mơ. Mẹ ơi, con không dám thừa biến nữa đâu. Siêu thị điện máy đang giảm giá, cho nên ba mua một dàn karaoke tặng cho hai mẹ con. Vậy là từ đây những khi rảnh rỗi thì em có thể hát karaoke được rồi. Yeah, thích quá. Con sẽ luyện hát karaoke mỗi ngày để sau này trở thành ca sĩ. Ủa, ba nhớ là Đốm muốn được trở thành phi công lái máy bay mà. Vậy thì Đốm vừa làm phi công vừa làm ca sĩ luôn. Ừ, sau này làm phi công, còn bây giờ thì phải làm ca sĩ nhí của riêng ba mẹ ha. Không biết là ca sĩ này giúp ba mẹ giải trí hay là tra tấn ba mẹ bằng giọng hát của mình đây. Đốm sẽ cố gắng hát thật hay để cho ba mẹ nghe. Bác voi Mammoth đang bị bệnh rất là nặng. Hôm nay ba mẹ phải đi thăm bác ấy. Vậy con được phép rủ các bạn tới nhà mình chơi được không ạ? Ừ, được chứ. Các con có thể chơi đồ chơi. Và mẹ cũng đã nấu sẵn cơm cho Đốm ở trong bếp rồi. Ở nhà con phải cẩn thận, không được tự ý cắm các chui điện nghe con. Điện rất là nguy hiểm. Dạ, con biết rồi ạ. Thôi, bây giờ ba mẹ đi đây. Chiều ba mẹ về, con ở nhà ngoan nha. Dạ, ba mẹ đi cẩn thận nha. Các bạn ơi, ba mẹ mình đi vắng rồi. Ba mẹ mình cho phép mình mời các bạn về nhà cùng chơi đó. Nhưng mà nhà bạn có gì vui không? Nhà mình có nhiều đồ chơi lắm, nhiều đồ ăn nữa. Nhà mình đi liền đi. Wow, nhà Đếm mới mua dàn karaoke đúng không? Ừ. Wow, thích quá à. Thôi, mình dừng chơi đồ chơi đi. Rồi mình vừa ăn, mình vừa hát karaoke. Nhưng mà mình không biết cắm dây điện và mở máy. Cắm điện dễ mà, chỉ cần cắm cái chui vào ổ điện là xong. Nè, xong rồi, có sao đâu. Yeah, hát thôi. Ba bà đi bán lợn con, bán luôn bụng bự ham ăn lại lười. Bụng bự la hét trời, khóc than đòi về hứa sẽ chăm ngoan. Ốp và gắn nó sai. Vui ghê. Ủa, bị gì vậy? Không biết nữa, chắc là Đốm nhảy dữ quá nên tuột dây điện rồi. Bị tuột dây rồi nè. Cắm vô lại đi. Đốm ơi, Đốm ơi, còn có sao không? Tại bạn tay to đó, tại do bạn nói là cấm điện không sao hết, giờ Đốm chết rồi nè. Mình chưa chết, điện quả thật rất nguy hiểm. Từ nay mình sẽ nghe theo lời ba mẹ, trẻ em không được tự ý cấm điện nữa. Ngôi nhà đó thật đáng nghi. Nè Đốm, bạn nhìn gì vậy? Thấy ngôi nhà này có đáng nghi không? À, cái ngôi nhà này á, là của ông Hà Mã. Cách đây 5 năm á, ông ấy đã chuyển nhà ở cùng với con trai của ổng tới thành phố khác rồi. Sao lại bị bỏ hoang như vậy? Chắc tại không có người ở thì nó bị bỏ hoang vậy thôi. Không đúng. Có thiệt không? Không thể nào. Tối hôm qua mình thấy có một cái bóng người lảng vảng trước ngôi nhà đó. Vậy chắc chắn là người ngoài hành tinh rồi. Buổi tối không có ai dám ra ngoài đâu. Mình nghe người ta nói á, người ngoài hành tinh có phi thuyền. Mà bây giờ làm sao mình tìm phi thuyền đây? Bạn nói to, người ta phát hiện bây giờ. Không ổn, có thể sẽ bị phát hiện.
quay về, mình sẽ có kế hoạch tác chiến lần hai. Mình đã nói là có người ngoài hành tinh ở đây rồi mà. Bạn la to người ta tới mất bây giờ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Bác bò vàng, ủa sao bác lại ở đây? Bác hỏi hai đứa mới đúng, làm gì ở trong này, nguy hiểm lắm biết không? Ui da, không phải trong này là nơi ẩn nấp của người ngoài hành tinh hả bác? Ai bảo vậy, đây là nhà của ông Hà Mã mà. Ông Hà Mã chuyển nhà cách đây lâu rồi, vì ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm với vợ ông, cho nên ông không muốn bán. Vì nhớ bà, ông Hà Mã đã về lại ngôi nhà, lát nữa sẽ có người tới dọn dẹp sạch sẽ. Dạ, tụi con biết lỗi, sẽ không dám nữa đâu. Lần sau tò mò cái gì thì phải hỏi người lớn nha, không được tự ý hành động theo ý mình. Nào, lại đây, bác bế hai đứa ra,